nhá, nhà mình về rất là nhiều máy làm nũa thương hiệu Đông Trang nổi tiếng nha các bạn nhá. Máy này là 400W, chạy điện 220V. Hôm nay mình sẽ test thử cho mọi người xem nhé. Đây nhá, mình test thử máy cho bác khách hàng đây, bác đứng đang mua đây nhá. Test thử máy làm nữa. Tốc độ mấy? 4 à? 4. Nó có 6. Nó có 6 tốc độ anh nhá. Vâng. Thế là máy này có ưng không anh? Được. Vâng vâng, thế là anh lấy một máy nhá. Chưa dùng bao giờ nhưng thôi. Cứ lấy về rồi vâng. Các cái vết cắt này thì